Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với vùng biển lạnh giá của Bắc Âu để theo dõi trang trại nuôi cá hồi vô cùng hiện đại của tập đoàn Kalanovos tại Phần Lan. Các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi xem cách trang trại này nuôi và các nhà máy hiện đại họ chế biến cá hồi như thế nào nhé. Hãy đồng hành của Han khám phá, bắt đầu chuyến du lịch ngay sau đây. Tại những vùng biển lạnh giá ở Bắc Âu, cá hồi đã được nuôi thành công trong trang trại này trong một thập kỷ qua. Cá hồi là loài cá giống di cư, chúng sinh sống trong cả nước ngọt và nước mặn. Trong suốt vòng đời của mình, cá hồi thường sinh trưởng trong nước ngọt, sau đó di cư ra biển khi trưởng thành và cuối cùng sẽ trở lại nước ngọt để sinh sản. Đầu tiên và quan trọng nhất đó chính là quá trình ấp trứng. Cá hồi hoang dã khỏe mạnh sẽ được chọn để lấy trứng. Trứng sẽ được nhân giống nhân tạo và được các nhân viên thao tác rất là cẩn thận. Mỗi khay này chứa tất cả trứng từ một con cá cái. Trung bình mỗi khay chứa khoảng 2.000 quả trứng. Sau khi trứng đã ở trong khay vài tuần, nhân viên sẽ kiểm tra và loại bỏ những quả trứng không được nhân giống hoặc là đã bị hỏng. Trong lúc loại bỏ những quả trứng bị hỏng, nhân viên sẽ đếm những quả trứng bị hỏng để xem là số lượng trứng đạt tiêu chuẩn còn khoảng bao nhiêu quả. Trứng sau đó sẽ được tiếp tục phát triển. Khi chúng gần nở, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy mắt của cá hồi nhỏ xíu bên trong các quả trứng. Thông thường, trứng cá hồi nở sau khoảng từ 2 đến 3 tháng ấp. Trong điều kiện nhiệt độ lạnh hơn, quá trình này có thể kéo dài hơn, trong khi ở nhiệt độ ấm hơn thì trứng có thể nở sớm hơn. Những con cá hồi sau khi nở vẫn giữ túi noãn hoàn. Đây là nguồn thức ăn duy nhất giúp chúng phát triển trong giai đoạn đầu đời. Giai đoạn này, chúng thường được gọi là cá bột. Chỉ khi những con cá bột đã tiêu hóa hết túi noãn hoàn, chúng mới sẵn sàng bắt đầu ăn thức ăn rắn. Sau đó chúng được chuyển vào các bể lớn hơn với khoảng 10.000 con cá trong mỗi bể. Giai đoạn này chúng được gọi là cá giống. Ở đây, chúng được cho ăn thức ăn thô lớn hơn trong vài tháng trước khi đạt kích thước tiêu chuẩn để chuyển sang các lồng nuôi ở biển. Khi cá hồi đạt kích thước tiêu chuẩn, chúng sẽ được chuyển đến các lồng cá ở biển để nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành. Cá hồi con được chuyển lên thuyền và sau đó được thả vào các lồng nuôi. Cấu trúc của lồng nuôi bao gồm các tấm lưới cố định ở phía đáy lồng để tạo thành cụm lồng. Phía trên được thiết kế với các khung bảo vệ chắc chắn và lưới bảo vệ để ngăn chặn hải cẩu, đảm bảo an toàn cho đàn cá hồi. Thức ăn cho cá sẽ được vận chuyển tự động từ thuyền trung tâm đến từng lồng qua hệ thống bơm. Thức ăn chính của cá hồi thường là hỗn hợp thịt cá và rong biển. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu mô hình nuôi cá hồi khép kín của trang trại này nhé, nơi họ kết hợp giữa việc nuôi cá hồi với việc nuôi tảo và chay, tạo nên một mô hình đặc biệt và hiệu quả. Tảo sử dụng chất thải của cá hồi làm nguồn dinh dưỡng. Quá trình quang hợp của tảo giúp tạo ra oxy, làm giàu môi trường nước và giúp cá hồi khỏe mạnh.
Tảo cũng được trang trại sử dụng làm thức ăn cho cá hồi. Tảo cũng giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng dư thừa, làm giảm nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Chai thì có khả năng lọc và làm sạch nước, giúp loại bỏ các chất hữu cơ. Điều này giúp làm sạch môi trường nước cho cá hồi, giảm nguy cơ bệnh tật và cải thiện chất lượng nước. Đồng thời, phân của cá hồi cung cấp chất dinh dưỡng cho chai. Quả thật, đây là một mô hình rất là tuyệt vời phải không các bạn? Thời gian nuôi dưỡng cá hồi trong lồng ở ngoài biển cho đến khi thu hoạch thường mất khoảng 2 năm. Sau khi thu hoạch, cá hồi được đưa đến nhà máy để chế biến. Cá hồi sẽ được đông lạnh suốt quá trình vận chuyển để đảm bảo độ tươi ngon. Đây là một trong những nhà máy chế biến cá hồi hiện đại nhất châu Âu đó quý vị, thuộc sở hữu của tập đoàn Colonovos. Tại đây, cá hồi sẽ được những robot tự động đưa lên băng chuyền để chuyển sang bước tiếp theo. Tiếp theo, cá hồi sẽ được công nhân đưa vào dây chuyền để tiến hành cắt phi lê tự động. Cá hồi sẽ được đưa qua một máy quét hình ảnh để kiểm tra và phân loại chất lượng của phi lê dựa trên màu sắc, kích thước và hình dạng của thịt. Sau đó, cá sẽ được một máy loại bỏ xương cá hồi sử dụng công nghệ tiên tiến để phát hiện và loại bỏ xương một cách tự động và chính xác. Tiếp tục, những người công nhân sẽ tỉ mỉ để loại bỏ phần xương còn lại bằng tay. Tiếp theo, cá hồi sẽ được người công nhân phân loại theo chất lượng vào từng hộp riêng biệt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá quy trình làm cá hồi hun khói nhé! Đầu tiên, cá hồi sẽ được công nhân loại bỏ những phần không cần thiết và kiểm tra trọng lượng. Tiếp tục, công nhân chuẩn bị vật liệu để đốt lò hun khói. Sau đó, họ vận chuyển cá hồi vào lò. Thời gian hun khói khoảng từ 3 đến 6 giờ, tùy thuộc vào độ dày của thịt cá. Nhiệt độ hun khói thường dao động trong khoảng từ 50 đến 80 độ C. Sau khi hun khói, công nhân kiểm tra độ chín và chất lượng của cá. Cá hồi hun khói có thể được ăn ngay hoặc là bảo quản trong tủ lạnh. Cuối cùng, những miếng cá hồi hun khói sẽ được đóng gói và sẵn sàng chuyển đến tay người tiêu dùng. Việc nuôi cá hồi cung cấp một nguồn cung cá hồi ổn định mà không phụ thuộc đến việc đánh bắt quá mức cá hồi hoang dã, giúp duy trì và bảo tồn quần thể cá hồi tự nhiên. Với sự tăng trưởng của nhu cầu tiêu thụ cá hồi toàn cầu, việc nuôi cá hồi là một giải pháp bền vững để đáp ứng nhu cầu này mà không gây áp lực lên nguồn cá hồi tự nhiên. Cá hồi là nguồn giàu axit béo omega 3, loại chất béo không bão hòa cần thiết mà cơ thể không thể tự sản xuất. Omega 3 giúp giảm viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, hỗ trợ chức năng não và có thể giúp giảm trầm cảm. Cá hồi cũng là nguồn protein chất lượng cao, cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần. Protein đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng, sửa chữa các mô của cơ thể, cũng như là sản xuất enzyme và hormone.
chúng ta cùng nhau theo dõi phần tiếp theo của video nhé. Tại một cánh đồng ngô tại tiểu bang Texas, đàn lợn rừng hoang dã đã xâm lấn và phá hoại nông sản, gây thiệt hại nghiêm trọng cho vụ mùa của người nông dân. Tại Texas, hiện có khoảng 2 triệu con lợn rừng. Số lượng này khiến Texas trở thành tâm điểm của vấn đề lợn rừng trên toàn quốc. Bằng mũi, chúng có thể ngửi thấy thức ăn tại những cánh đồng màu mỡ. Chúng xâm nhập vào những cánh đồng này cùng với bầy con để ăn nông sản mà người nông dân chuẩn bị thu hoạch. Thậm chí, chúng còn ăn cả những hạt giống trước khi chúng kịp nảy mầm, gây ra thiệt hại lớn cho người nông dân. Lợn rừng có hàm răng sắc nhọn và sức khỏe tốt nên có thể dễ dàng phá hoại cây cối, hoa màu, dấu chân của lợn rừng thường rất lớn. Các bạn nhìn những dấu chân lớn này, các bạn cũng có thể hình dung được mức độ tàn phá của chúng đúng không ạ? Khi lợn rừng đi qua các khu vực trồng cây nông nghiệp, chúng sẽ đào bới đất để tìm thức ăn, phá hoại cây cối và hoa màu. Sự phá hoại của lợn rừng có thể gây ra thiệt hại lớn cho nông nghiệp, làm giảm năng suất cây trồng. Lợn rừng là loài ăn tạp, chúng ăn tất cả các loại thức ăn, bao gồm cả cây cối, hoa màu. Ngô là một loại thức ăn yêu thích của lợn rừng. Chúng thường tấn công các khu vực trồng ngô lớn để kiếm ăn. Chúng còn có thể ăn cả những cây ngô đang mọc, khiến cho cây ngô bị chết, gây thiệt hại lớn cho người nông dân. Đối với lợn rừng, ngô là một phần không thể thiếu trong thức ăn hàng ngày của chúng. Đặc biệt, cánh đồng ngô này sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng và năng lượng tốt nhất cho chúng. Ở Mỹ, lợn rừng gây thiệt hại đáng kể cho ngành nông nghiệp, ước tính khoảng 2,5 tỷ đô la mỗi năm. Hiện nay, chính phủ Mỹ vẫn đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp khác nhau để kiểm soát chúng. Săn lợn rừng hoang dã trên cánh đồng là một hoạt động giải trí thú vị, thường được thực hiện bởi những người yêu thích săn bắn. Tuy nhiên, chúng ta không thể quên việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong khi thực hiện việc này. Người thợ săn tiếp cận lợn rừng khi chúng đang lung túng, tận dụng cơ hội và bắn hại chúng với độ chính xác cao. Một số người dân ở Texas không muốn tiêu diệt lợn rừng trên đất của họ, vì vậy việc đặt bẫy là một giải pháp thay thế khá là dễ dàng. Lợn sau khi bẫy được sẽ được người nông dân di dời và được xử lý theo quy định của chính quyền địa phương. Các giải pháp như xây dựng hàng rào và sử dụng bẫy đã được thực hiện, tuy nhiên chúng chỉ giảm được một phần nhỏ và chưa thực sự hiệu quả. Ngoài ra, để ngăn chặn lợn rừng phá hoại các cánh đồng ngô, vào buổi tối, những người nông dân sẽ tổ chức săn bắn chúng trong chính cánh đồng ngô của họ khi mặt trời lặn. Buổi tối, các thợ săn thường sử dụng súng ngắm nhiệt hoặc hồng ngoại để dễ dàng phát hiện lợn rừng. Lợn rừng là loài vật rất khỏe mạnh, nếu không bắn chúng vào những vị trí hiểm như đầu, cổ hoặc lưng thì lợn rừng vẫn có thể sống sót và gây nguy hiểm cho thợ săn. Ngoài ra, lợn rừng có thính giác và khứu giác rất nhạy bén, vì vậy thợ săn cần phải giữ im lặng và kín đáo để tránh bị lợn rừng phát hiện.
Chúng rất hay hoạt động vào buổi tối, chúng đi thành từng đàn và mỗi đàn sẽ có khoảng từ 10 đến 20 con. Do đó phải tiêu diệt chúng thật nhanh và chính xác để chúng không trốn thoát. Tôi nghĩ rằng nếu ở Việt Nam mà có lợn rừng phá hoại nông nghiệp như thế này, chắc chắn rằng dù số lượng của chúng có đông đến cỡ nào thì chúng cũng sẽ bị xóa sổ trong một nốt nhạc. Các bạn nghĩ sao về ý kiến này? Hãy để lại bình luận phía dưới video để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn. Chúng không chỉ phá hủy cánh đồng ngô, lợn rừng còn gây ô nhiễm nguồn nước và đe dọa môi trường sống của con người, gia súc và động vật hoang dã khác. Chúng có thể ăn bất cứ thứ gì chúng thấy, kể cả xác chết của các loài động vật khác. Ngoài ra, chúng còn là nguồn lây bệnh của ít nhất 30 mầm bệnh và 37 loại ký sinh trùng có thể lây nhiễm sang vật nuôi, động vật hoang dã và thậm chí là cả con người nữa. Chúng xâm nhập vào thành phố, tìm kiếm thức ăn trong thùng rác, gây ô nhiễm môi trường. Chúng tự do đi trên đường, khiến người dân sợ hãi và gây cản trở giao thông. Lợn rừng là loài động vật rất ồn ào, chúng gây ra nhiều tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, chúng có thể trở nên hung dữ và tấn công người nếu cảm thấy bị đe dọa. Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 500 người bị lợn rừng tấn công ở Mỹ. Mặc dù chính phủ và người nông dân Mỹ đã áp dụng rất nhiều giải pháp để kiểm soát lợn rừng, nhưng do khả năng sinh sản nhanh chóng và sự thích nghi tốt với môi trường sống, quần thể lợn rừng vẫn phát triển rất mạnh mẽ. Mỹ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp hiệu quả và bền vững hơn để kiểm soát quần thể lợn rừng. Các bạn cảm thấy là các giải pháp kiểm soát lợn rừng của Mỹ như thế nào? Bạn có giải pháp nào hiệu quả hơn không? Nếu có thì hãy để lại ý kiến để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Thế nô hành của Han khám phá, bắt đầu chuyến du lưu ngay sau đây! Xin giới thiệu với các bạn, đây là chuyên gia edit video của chúng tôi. Anh ấy dành mỗi một ngày 12 tiếng để tạo ra những video hay và hấp dẫn nhất gửi tới các bạn. Thật sự anh ấy là một người làm video rất tỉ mỉ và xuất sắc. Còn đây là biên tập nội dung của chúng mình. Cô ấy tên là Hà, một người rất yêu thích khám phá nông nghiệp và viết các content về nông nghiệp khám phá. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ kênh nhé. Xin cảm ơn nhiều.